Ok, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với video tiếp theo của game Assassin's Creed Odyssey. Game được Việt hóa bởi game thuần Việt. Thì xem nào, thời khắc mình ghi hình cái video này là 30 tháng 8. Thì không biết là cái lúc mình up video thì đã đến mùng 1 tháng 9 chưa. Nhưng mùng 1 tháng 9 là sẽ publish cái pass Việt hóa của cái game này ở trên game thuần Việt.com. Mọi người nhớ lên này tải về trải nghiệm nhá. Thì bây giờ mình sẽ làm tiếp cái nhiệm vụ Atlantis này. Người kế thừa ký ức đấy thì mới cái video gần đây thôi, mình mới ở quanh quanh đây. Đây mình nhìn thấy cái đảo này này đó, thì bây giờ mình quay lại đấy nhá. Phía trước còn có bọn thuyền của Sparta nữa, đi lẹ. Mình sẽ không chở cái ông kia về đâu, kệ ông ấy. Mình sợ là chở ông ấy về xong rồi ông ấy sẽ không còn ở trên thuyền nữa, mất vui đúng không? Hay quá nhờ, không có chỗ đỗ thuyền à? Thế thôi, nhảy vào đây vậy. Không đến gần hơn được, chỉ đến thế thôi. Úi dồi, nhảy thế vỡ đầu à? Nước con sâu lắm đâu. Nhảy thế có ngày vỡ mẹ đầu, gãy cổ luôn đấy. Chỗ này là có cái tượng thần Poseidon. Đúng là thành phố dưới đáy biển có khác. Nói chuyện với Herodotus. Sao ông Herodotus lại lên trên này mẹ rồi? Ơ đèo nhỉ? À, bước tiếp có nghĩa là cái nhiệm vụ mình bỏ sót kia là Herodotus kìa. Quan trọng là mình phải làm nhiệm vụ này mới đúng, tự nhiên để ấn chọn cái đấy. À, đây là cái con tộc Isu ở trong mấy cái game Assassin's Creed trước mình gặp này. Aletheia. Mình bị ngắt quãng vài game, cái quãng thời gian từ Assassin's Creed 3, 4 các thứ mình không chơi. Thế thành ra là nhiều cái về cái tộc Isu là mình không biết lắm. Your voice. I heard it in Atlantis. You remember. My name is Aletheia. With the staff in your hands, we are now entwined. Entwined? How? I can now present myself to you in a form that you recognize. You must deliver me to the heir of memories. Even now, she watches us. When I speak to you, I speak through you to her. À, cô ấy thì nghĩa là nói về cái con bé Layla gì ở tương lai đúng không? Tôi hiểu. Vậy là cái con mẹ Isu này nó quyết định là Layla chính là người kế thừa. Bây giờ bắt mình là phải giữ cái quyền trượng cho đến tận lúc đấy. Bảo sao Layla lại được Cassandra giao cho cái quyền trượng. Giao ước thì giao ước. Ủa, thế là xong hả? Ồ, bị lôi đi đâu đây? Bị loading rồi, đến một cái map mới à? Hay lại là về tương lai? Về tương lai rồi. Giờ lại phải điều khiển cái con dở hơi này. Mình ghét cái con này thích nhất. Tại sao mình vẫn không thể hiểu nổi tại sao đang mặc đồ lặn lặn vào đây xong lại mặc lại như này. Diêm dúa cả khăn khố các thứ. Đoạn này không thực tế thế nào cả. Mặc mẽ đồ lặn mà ở đây luôn, đằng nào chả phải bơi quay lại đúng không? Chả lẽ không mặc bộ này không chịu được à? Hay là mặc bộ đồ lặn thì nó ngứa bẹn hay là ngứa cổ hơn? Cũng chịu, chả hiểu đâu. Nó bảo là kia. Cái phòng này hôm bữa mình ở đây là mình nhìn thấy trong đầu mình cứ nghĩ là ông Pythagore ông ấy sẽ ngủ ở trong này. Chắc chắn ông cũng phải có chỗ nằm chứ đúng không? Có thể ông không cần ăn nhưng mà phải cần nghỉ chứ không mỏi chân à. Chắc chắn là có căn phòng nào đó cho ông ấy ngủ ở quanh đây. Rồi sao? Con này được làm người kế thừa. À, có giọng nói rồi này. Heir of memories, this is the great seal to Atlantis.
It has waited long to meet you. Victoria, Alethea's voice is coming through the staff. Victoria? The interloper can't hear you now. Ồ, từ đây giờ là không nói chuyện được với người ngoài nữa rồi. Focus, Layla. You're not going crazy. Think that memory. If it wasn't. Cái chỗ này nó có cái hiệu ứng đồ họa kiểu gì mà cái hình ảnh model của nó cứ bị nhiễu nhiễu nhỉ? Hay là do máy mình bị lỗi gì không biết? These symbols. It almost looks like a locking mechanism. Name these symbols in order, and at long last, the seal will open to the air of memories. Okay, talking stick. But which symbols, and in what order? There must be some way to know. The Keeper kept this riddle and more in her mind. Altair 2, I'm going back in the Animus. If the signal gets through and you can monitor my vitals, great. If not, well, you've earned one free, I told you so. Lại về quá khứ rồi, lại load map lại. Nhưng cái game Assassin's Creed mình thấy là chưa bao giờ cái bối cảnh tương lai nó là chủ chốt cả. Nó sẽ là một câu chuyện liền mạch ấy, nhưng mà không có dấu. Keeper, our task is to guide the heir of memories. Bảo xin lỗi nhá, mình vừa có tin nhắn mà. Theras? The guy who helped get Phidias out of Athens? Is that why you've brought me back to this place? Here, the role of the Keeper bound itself to you, though you didn't know it yet. Now, to uncover the truth, we must go to Theras. Lại phải đi tìm Thera. I'm going to find Theras. I guess you're coming with me? Our tasks are the same. Layla, come in. Alana, is that you? Two things. Something's been interrupting our comms, which explains why we lost our vitals. Kiyoshi is looking into it. I know this sounds crazy, but I think it's the staff. Nothing sounds crazy to me anymore. Still, I nghe nốt nói chuyện này đã. In other news, your animus is definitely bugging out. Victoria is yelling at her monitors in French, and frankly, I'm not sure what you're doing is safe. You call that yelling? Sao bây giờ Cassandra lại nghe được à? Layla, the Altair 2 is moving into position. We're gonna ask that you come up for air while we take a look at it. I can't do that, Vic. Cassandra's looking for Theras, who might know how to unlock the Great Seal to Atlantis. The what? Layla, I... Theras was a friend to Phidias. I'll let you know more as soon as I get answers. Thera là một người bạn của Phidias. Rồi, xem ông Thera ông ở đâu nào. Hay quá, cái đảo này mình đã từng đến rồi. Ơi, để xem nào, ở đâu đây. À, hình như, à không, cũng xa xa đấy. Đi nhầm hướng rồi. Tự nhiên chạy sang bên này của ngôi đền. À, có bọn lính à? Ô, sao bọn Cosmos vẫn còn đây này? Chứ có thể là tàn dư ấy. Bọn cấp dưới thì bọn nó vẫn đi hoành hành mà. Mình chỉ giết được mấy cái thằng đứng đầu thôi. Làm sao mà giết được một hệ tư tưởng đúng không? Tấn công luôn nhỉ? Hay đánh lạc hướng thôi? Go check it out. Oh shit. Once you tell me what I want to know. Let's go! Đánh lạc hướng mà vẫn cứ đánh nhau thế này thì đánh làm béo trời. I won't let you live. Mày nghe mày này. Lợn loài đâu? Ô, thằng kia chưa chết cơ. Này thì chưa chết này. Số xem có đồ gì không? Nhặt được cái mũ giáp hỏng. Bố thằng cùi bắp này. Chạy đéo nhanh thế. Eagle bearer, I can't tell you how relieved. Are you all right? It's nothing compared to what they did to poor Phidias. Did you hear? Tìm thông tin biểu tượng đi. Phidias, I need you to think. I'm looking for the location of some symbols.
I can't explain why, but you have to help me. I was exploring the tombs of Agamemnon, Eteocles. Vậy lâu nay không biết à? Tìm thấy và khắc chú lên da. À, ông đã có hình xăm trên người rồi. Ê, có quả liên kết này, cho nó lên thuyền mình luôn ha. Mặc dù mình sẽ không cho nó ra trận đâu, cho nó chung thuyền thôi. Lên da, à không phải da người à, không phải da mình à, mà là da kiểu như là da thú ấy. Thay cho giấy tờ ngày xưa ấy, bản đồ lăng mộ. Để xem Thera sao hình này khác với cả hình ở ngoài đấy. Ui, tăng 21% độ bền thuyền cả, nhưng mà đéo bằng đồ xịn này được. Ủa, rồi sao? Lại phải xem hành trang à? Đây. Agamemnon. Úi dồi, ba lăng mộ liền. Thế thì chắc phải mở giao diện nhiệm vụ tìm rồi. Đây. Lại phải đi rồi. Chạy đi chạy lại bắt đầu mệt mệt rồi đấy. Tây Nam Cung Điện. Tôi biết thế thôi chứ mình cũng lên bản đồ mình ấn đi chứ đọc làm gì nhiều. Đâu rồi? Agamemnon. Úi dồi, xa thế. Man. Đi đường nào gần nhất đây? Đi đường này đi. Nhảy xuống bắt ngựa. Đường rừng cũng không dễ đi lắm, nhưng bù lại đi nhặt là linh phụ kiện các thứ. Ok, nhầm nhầm, lộn, đứng. Ấn nhầm nút. Tự nhiên nó cứ đi tự động ấy. Đi tự động phải ấn một cái hướng khác hẳn đi, nhưng mà nó vẫn phải đợi cái animation nó xong cơ. Nó khá là delay, rất là mất thời gian. Đến rồi này. Ước chưa đến. Má ơi. Vẫn còn một đoạn nữa. Ê, dưới này. À, thế dưới thì tốt. Agamemnon hình như là một chiến binh thời cổ đại ấy. Mình có đọc chuyện gì đến liên quan Agamemnon. Cái lúc mà mình nhặt được cái bộ giáp Agamemnon ấy, mình cũng liên tưởng đến mà. Tự nhiên lâu lâu rồi không nhớ được cái đấy liên quan là cái gì. Cái gì đây? Ngại người kế thừa. Lắm người kế thừa, có giờ mình hơi loạn rồi đấy, chả biết ai kế thừa của ai nữa luôn đấy. She will now. So, do I just wait here or something? Our task is already complete. What comes next? Vậy là Cassandra đến đây tìm, rồi Layla là. This was easy enough. Altair 2, I have our next location. Well done. Where to? Agamemnon's tomb in Argolis. Oh, vậy là Layla lại đi vào trong khám phá. Khám phá mà Layla, mẹ vũ khí thì đâu có, trang phục thì xấu xí. Cái chuỗi này đúng là sốt ruột thật đấy. Đấy, thế đoạn đầu video mình có nói đến là cái việc là mình ghi hình ngày 30 thật đấy, nhưng mà chả biết ngày nào mình mới up được video, vì mỗi ngày mình chỉ chơi được một thời gian ngắn thôi. Mình cũng chả biết được là hôm nào thì mình hoàn thành được cái chỗ này nữa. Vãi, sao nhiều đường đi này. Đây là mê cung à? Mê cung mẹ rồi. Ê, có cái bẫy. Ui! Mình tưởng cái cục ở giữa vuông vuông này là có thể đứng được cơ. Nhảm nhí thế nhở. Layla to the Altair 2. It wasn't easy, but I'm in. I still don't understand. Hứa hẹn là một chỗ nhiệm vụ khó khăn đây. Partly right. The symbols in these tombs are somehow tied to the symbols on the seal. How? I'll let you know once I find one. Kéo ra hay đẩy vào cũng không được. Vậy là cái đường này là để sau này đi vào đấy, trong vào trong rồi lúc quay ra thì là sẽ vòng về đường đấy đi ra đó. Còn đường chính là đường này rồi. Vậy nó không khó lắm, mình tưởng là cứ phải đi đi lại lại mò đường ấy nó mới khó. Gần như này thì bình thường. Không dùng được cái giác quan nhỉ? Must be some way over this thing.
Hay đây. À. Được đã, từ từ. Đây. Đẩy tiến lên chứ hả? Tiến lên, đúng rồi. Yeah. Úi dồi ôi, còn đi zig zag này nữa. Chưa được à? Discomba mày. Nó đừng có khít quá. Game nó phải cứ tính gọi là ước lệ chứ. Mẹ vô, lại phải chạy ngược lại. Úi dồi ôi. Bắt đầu thấy khó khăn rồi đây. Di sản. Rồi, len vào. Đành phải chơi cái này vậy. Ui, phải vòng sang bên trái này hả? À, có khi là trèo lên trên này ấy. Được rồi. Ui trời. Bảo sao sẽ không thể là quay lại đường cũ được. Ê, có cái dương này. Có mở đâu. Cassandra lại không được mà mở khóa mà lại để cái con dò hơi này. Vãi. Mình không nghĩ được cái cục đèn này nó lại nặng đô thế đâu. Lóa thế nhở. Thế này đéo nhìn được bẫy luôn ấy. Đành phải cầm kiểu này đi. Rồi, không tương tác được. The first symbol is near. Đây đường ra đây đúng không? Chắc là nhảy xuống đây hả? Ôi, chả có gì ở trong này mà. Đi tiếp thôi, đi tiếp. Ôi nhiều kho báu thế, thế là lấy mẹ tiền về mà tiêu. Khám phá làm cái gì cho nó mệt nhở. Là mình sẽ vơ hết vàng bạc cho báu, trốn về bỏ hết cả bọn đồng đội đang ở ngoài. Bộ đàm kệ bà chúng nó. Rồi ôi, lại một đống tủ kệ này. Ê, làm nào để sang đấy nhở? Kinh. Những cái cục này luôn luôn có một cái khay để mình dắt đèn mọi người ạ. Đó. Tiện thế cơ chứ lại. Ở đâu ra mà tiện thế. Ơ, đường cụt à. Ơ. Có gì đó đều đúng ở đây. Không có đường chui vào đấy luôn á. Hết rồi. Cụt rồi. Ơ, mẹ thấy đường cụt rồi thì làm gì? Sẽ sợ dựng khựng hình thế. Có lốt đinh cái đéo gì đâu nhở. Ơ đây. Giờ cái biểu tượng này nó lại sáng này. Vừa nãy thì nó không có tương tác được. Má, chắc là lỗi game à. Đấy, đúng, vẫn có tương tác được đéo đâu. Cái đây nhỉ. Đâu, đâu, đây là đường mình vừa vào. Mà có cái đường, có cái cửa ấy. Mình tưởng là đường ra, thế chưa phải. Thế thử mở cái đấy xem nó đi đâu nhá. Hai cái. Tính làm khó nhau hay gì. Má, nó đúng là đường quay lại thật.
không có tác dụng gì rồi. Vậy là đúng chỉ còn cái đường kia thôi, nhảy xuống dưới hả? Quay lại xem nào. Nó bảo ghét cái con Layla là thế. Chắc không phải đường cụt đâu. Nhìn kỹ xem nào. Ủa, đập được đá này. Nó còn đéo cho mình nhảy lên cơ. Mẹ thế cho di chuyển cái này làm đếch đi. Mẹ trêu nhỏ. Di chuyển sang trái sang phải không được. Ơ kìa. Chỉ để vào trong này thôi. Trèo được à? Ô, chết cha mình bị bí rồi đấy. Mình bí thật rồi. Có cái biểu tượng gì kìa. Hay là còn một đường khác nhỉ? Thử đi các ngóc ngách khác xem nào. Hết sạch rồi. Mẹ cái chỗ này nó còn tù ma tù mù nữa chứ. Ánh sáng đoạn này ghét thế nhỉ? Hay là lỗi game rồi? Đéo tương tác được với cái cục này. Ê ê khoan đã. Bà mẹ nó. Lừa đảo. Thật là lừa đảo. The symbol. The first. Mà nó. You've done well, Air. It almost looks like a constellation. Layla, all of our readings are being jammed. Are you okay? I'm fine. I'm fine. But there's still two more to uncover. I'm going back into the Animus. There have been too many bugs, Layla. We need to stop and figure out what's happening. We'll stop once I've opened the seal. Layla out. Ok, lại trở về quá khứ. Vừa rồi là tự nhiên cái sinh hai cái cuối có cái đường cụt để làm đếch gì chả. Tự nhiên chui về cái đường cụt lừa nhau thế không biết. Chơi thế là hơi ác ấy. Thôi có bé Layla vào trước rồi giờ thì mình vào sau vậy. Lấy tấm bia cổ. Đây, ít ra nó như thế này còn dễ tìm. Nhìn như này nó mới dễ. Mình đi có phải đi đúng y xì trình tự như Layla không nhỉ? Ơ mọi người, hình như là mình mở sẵn cho mình đi rồi này. Mình chỉ phải đi vào thôi cơ. Hay chưa? Đây. Đây, tấm bia đây. Sao vào đã không nhặt được? Mẹ trêu nhau à? Còn cái lỗ để vào đâu? Đây. Đây, có cái biểu tượng này. Có thể là lỗi game mà sao mình không tương tác được vào cái này nhỉ? Hay lỗi rồi. Bực thế không biết. Thôi kệ bà nè. Đi tìm địa điểm tiếp theo đi. Xem nó đâu nào.
Vẫn chưa, đây đây, nhìn rồi, nhìn rồi. Nhìn thấy rồi, cũng xa đấy. Loading ở trong map này thì nó rất là nhanh, SSD nó tải cũng tương đối nhanh, nhưng mà trở về quá khứ hay là từ quá khứ đến tương lai các thứ thì nó lâu kinh khủng. Gần nhất rồi đấy, vẫn cách 300m. Đi thế này mút mùa mới đến nơi. Mình thấy cái tương tác giữa quá khứ tương lai này nó chưa được chuẩn lắm, bởi vì theo như cái lăng mộ mà không, từ giờ cho đến tận sau này mà không ai vào như thế ấy. Mọi người thấy là những cái dương vẫn chưa ai lấy mà đúng không? Thì chắc chắn là chưa ai vào rồi. Nếu chưa ai vào thì tại sao, đến nhất có nghĩa là sau dòng thời gian ấy, mình vừa vào thì Cassandra thấy cái kệ kia nó bị di rời rồi, có đường đi đúng không? Tại sao đến lúc Layla đến thì lại cái kệ nó lại chắn đường nhỉ? Vô lý thật. Lẽ ra game này nó nên học cái kiểu tương lai quá khứ như kiểu Onimusha 3 ấy. Nếu mà người chơi Onimusha 3 rồi mọi người biết là có cái quả có một ông người Tây là rách que trở về quá khứ. Ông sẽ làm những cái vật, ông làm những cái tương tác với quá khứ đấy để sau này ví dụ như là trồng một cái cây, sau này có cây cho cái thằng nhân vật chính là gì nhỉ? Tự nhiên quên xứ tên nhân vật chính rồi. Nhân vật chính mà người Nhật Bản mà đến tương lai á, thì cái thằng đấy là tương lai nó sẽ có thể trèo lên cây được chẳng hạn, hoặc là ông này ông mở cái cửa để cho thằng tương lai sau này nó có đường nó vào ấy, thế mới đúng. Mẹ, còn cái này mình thấy nhảm nhí quá. Tự nhiên Layla ở tương lai mở cái cửa, xong Cassandra ở quá khứ thì lại có cửa để vào. Mình thấy thật sự là nó không phục. Cái màn giải đố này nó vừa nhẹ đô mà nó vừa vô lý luôn ấy. Nhẹ đô thì còn có thể chấp nhận được, chứ còn vô lý thì đéo thể chấp nhận được luôn. Đây lăng mộ đây rồi. Đã thế ta vào trước để phòng lỗi. Ta sẽ tương tác với cái kia trước. Đừng bảo cái lăng mộ này cũng giống thế nhá. Trông giống thế. Lẽ ra phải hơi khang khác một tí. Mấy cái cục này đừng có lừa tao. Rắn à, rắn kẻ bà mày. Tượng ai đây? Chà bố, nhà ông có cái lỗ ở kia tôi nhìn rồi, giờ tôi để ý lỗ trên tường lắm. Rắn này. Lừa đảo trong này chả có gì ngoài con rắn. Cút. Nào, bẫy gì bẫy bố mày đi. Tại sao có cái bẫy ở đây? Tại sao nó sinh cái bẫy ở đây làm gì? Ai đến gần cái bức tượng ấy, đứng đến háng người ta thế đến làm gì đâu mà. Ơ, có cái lỗ này. Ơ, cái lỗ để chơi thôi, chả tác dụng gì cả. Tự nhiên đoạn này mình chơi với cái tâm thế gọi là hơi bị khó chịu tí. Chết mày này. Để cái đuốc ở cạnh mấy cái bao này không biết cháy nhà sao, trời ơi ngu thế trời. Ai chà chà. Vậy là đường này để vào. Đường kia là để mở đường phía trước thôi. Đó, bây giờ mới có đường vào này. Được rồi. Cái gì đây? Không chơi rồi nha. Mình mở trước cho con Layla luôn. Đừng có đâm chị. Cái gì đấy? Sáng lên luôn đi.
tí nữa thì chết. Tự nhiên giờ cái tâm thế chơi game của mình nó hơi bị bất cần tí. Rồi do sao? Có cái giải đố chết tiệt gì đây này? Hay là phá cái tường này nhỉ? Ui! Ôi long bộ là ngoài trời mọi người ơi. Như này đi từ đây sang bên kia thôi mọi người, chỗ này chả có cái gì cả, mình không thấy cái biểu tượng gì luôn á. À đây 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 đây, nó đây nó đây, vậy chắc là lỗi game rồi, lẽ ra Cassandra phải đến đây một mình trước. Rồi, có điểm kỹ năng sẽ tăng sau. Để quay lại gặp bà kia đã, để nói chuyện cho Layla nó đến. Chứ không nó lại bảo là mình không chịu tương tác đồng đội. Mẹ trên đường lắm sói thế này, sao lại cứ phải cầm đuốc làm đéo nhỉ? Bắn trúng đầu là mày chỉ có chết thôi. The heir of memories must search these old halls. I suppose she would. No? Every step brings you down a very long road to the heir. What you cannot show her, Vimos will. Vimos? How does Smote lại thế? How? The heir will know when the time comes. Altair 2, I've... or Cassandra's found the next location. Great work. Where? The two of a tail, please. I think I found a way in. Lại đến đường lại, mẹ ơi. Không biết mình mở đường như thế xong rồi cái con kia nó có đi luôn được không? Altair 2, found my way in. I think I'm getting good at this. There might be a second career in this if assassin isn't your thing. I still think this is a bad idea, Layla. We don't know the source of the radio interference, and there are temporal discrepancies in the Animus memories. Noted, Doctor. Layla out. Không có rắn mọi người ạ. I still can't believe I'm seeing it with my own eyes. Nhưng có cái đường bên này mà đúng không nhỉ? Đường này có đi đến đâu không? Ủa, đường này không đi đến đâu à? À, cái lỗ vừa rồi mới là không phải là đường đi. Cái lỗ vừa rồi nó đến một cái đường cụt có con rắn đó. Để xem cái cơ quan này đã được mở sẵn chưa. Ờ à, đấy, như này mới đúng này. Lẽ ra đúng ra nó phải làm là... nó phải làm là Cassandra bắt buộc phải đi trước, mở đường cho Layla chứ. Thì đéo nào Cassandra đến lúc đến nữa, có đường thì mở mà lúc Layla đến đường đóng. Mình thấy nó cứ thiếu logic sao sao. Đây, đây như này mới hợp lý này. Đường thông hết rồi này. Rủ tí chết. Another part of a constellation. Maybe fit together. Altair 2, can you read me? The interloper can hear us. The interloper? Who? Layla, we hear you, but you're breaking up. Did you say you found the second symbol? I did. And Cassandra knows where the third is. I'm sure of it. I'm going to dive back in. As your doctor and as your friend, I insist that we stop this. We're not able to guarantee. Tôi đã có thể thấy lỗ đồ họa này. Nhìn xuyên qua cả cái quan tài này luôn này. Xuống mặt đất kìa. Chứng tỏ trong quan tài này rỗng. Those who paid homage here did so with their lives.
Còn một địa điểm cuối. Còn không thì thôi, thực ra mình cũng có cần cái biểu tượng cái quái đâu. Biểu tượng nó không có giúp mình được cái gì cả. Nó thêm một cái điểm kỹ năng mà bây giờ tăng điểm kỹ năng nó chỉ thêm được mấy phẩy mấy phần trăm. Mình có là được rồi, không cần quá tăng quá nhiều. Có lẽ là lần này vào gặp mà con mẹ kia thì đổi sang Layla luôn. Rồi, gọi ngay ngựa lên đường. Nếu mà cần khám phá nhà thủ lĩnh làm gì bây giờ, chị nó có những cái nhiệm vụ lớn hơn. Đến ơi, đến ơi, đến ơi. Ở thế này nếu mà mình biết trước những cái địa điểm này rồi, mình cứ đến trước thôi thì có phải Layla nó dễ hơn không đúng không? Đâu nhỉ? Lại còn giống cái hạ. Ủa, đây, đây, đây. Ui, dễ nhìn đấy nhỉ? Nhưng mà bản đồ game này nó rộng lắm, chả mấy khi mà đi qua đây đâu. Hay là không đúng, thế chứ không phải đây, bên kia chứ. Đây, giời ơi, cứ thấy cái cửa mà lao vào, không nhìn điểm đánh dấu gì cả. Thắp lửa lên nào. Lặp đi lặp lại những cái lời nói sáo rỗng này. Mình đang chơi ra cái tâm thế gọi là cho nó xong đi này. Would hold them and tell them to be strong and that we will be together again. Remember that answer and the pain from which it comes. You don't have to tell me, Alethea. I will always remember. And now, will the air of memories rise? I suppose she will. Altair 2, come in. Altair 2 here. The next stop is the Tomb of Orion. I'll show you how to get there when I get back. Cho Layla vào luôn đi, đi Cassandra mệt chết mẹ. Mình thích Cassandra hơn ở chỗ là cầm cái đuốc lửa, ánh sáng nó tự nhiên hơn, cầm cái đấy là cái gì mà của quân đội ấy. Như kiểu là có bột lân tinh trong đấy ấy. Bẻ ra là nó sáng trưng ấy. Layla, there's something you need to know. The interference in the comms is coming from an outside source. If I didn't know any better, I'd say someone was listening in. It must be related to the staff. Chắc đi nhầm đường rồi sao? Recognize the interference pattern. It isn't Isu. It almost reminds me of an erudito hacking algorithm. I'd recognize a hack. Đường này sau này quay lại này, có hai cái kệ ở đấy. If I find the third symbol, it won't matter. Đấy, đi xuống đây rồi. Lăng mộ này trông khác này đấy, như vậy như này chứ, xanh tốt như này. Lại có cái bẫy. Đi Cassandra chỉ tối gặp rắn. Kia là cái bia đá cổ. Ok. There's no guarantee I get two chances at opening the seal. This, we're going back to Atlantis and I'll figure something out. Ủa, nhặt mấy cái này làm gì? Đều thả nhỉ. Ôi chà chà. Đường cụt. Các biểu tượng quanh đây thôi. Đừng bảo quay lại chỗ cũ nhá. Mẹ. Quay lại chỗ cũ thật mọi người ạ. Có tầng trên này. Nhưng cái này lên trên kiểu gì? Không có một cái gì để trèo lên luôn á. Nó bao vây chỗ này hết rồi. Ê, có cái lỗ này. Ui giời, lại bị dắt mũi. Mình vừa từ đây ra đúng không? Chết cha, giờ lẫn lộn hết cả đường đi rồi. Ui! Tí nữa thì chết.
Nó phủ nước ạ, mình nhìn không rõ là vậy. Nó nghe tiếng kêu mới biết ạ. Đây có kéo được không? Kéo được này. Nhưng mà kéo để làm gì? À, để đu lên trên này. Đấy, nó phải thế. Rồi lên trên này rồi sao? Có gì thú vị ở đây? Giải đố nó chả khó mà nó khó nhìn ấy. Chả có tí hấp dẫn gì cả. Nó không dùng não nhiều mà nó... Nó như kiểu sao ta? Nó thử thách cái sự kiên nhẫn của mình á. Đây chính là cái đường lại về đường cũ rồi. Về đường cũ mẹ rồi, vẫn đang có cái lỗ ở đây mà mình không vào được ấy. Thế là quay lại đây đi. Gì chứ về đường cũ là chị không có vui rồi. À kia kia, biểu tượng kia. Ui giời, thế là xong rồi còn gì nữa. The final symbol. Another part of a constellation. They must fit together. Alter 2, can you read me? Okay, Layla. Nhảy xuống đây giờ chết có sao không nhỉ? Outside the tomb of Eteocles, Aletheia said Deimos would show me what the keeper can't. Phidias had answers Theras didn't and was killed for it. The heir is wise. Altair 2, come in, please. Layla, that you? Did you find the symbol? 3 for 3. We need to head back to Atlantis. In the meantime, let's run the symbols I found against known constellations. Consider the research plan B. What's plan A? Cassandra knew where the symbols were, but not the order they go in. Aletheia thinks Deimos may hold that secret. Giờ phải điều khiển Deimos à? What? Layla, are you crazy? I'm not crazy. I'm committed, and you should be too. When I get back to Atlantis, I'm getting this done whether you're on my side or not. Lằng nhằng thế nhở? Nó không thú vị thế nào luôn á. Cốt truyện có vẻ như là nó khá là vĩ mô ấy, nhưng mà cái cách nó thể hiện cảm giác như là nó đang câu kéo dẫn dắt người chơi thôi, chứ ba cái lăng mộ này nó chả có gì đặc biệt cả. Tính thử thách không cao. Bây giờ trở về cái lúc mà Deimos giết người này hả? Are you Brisson? The symbols talk. Ithira, Korgath, met him. What does that mean? Ithira, Korgath. Đoạn này không được dịch nhỉ? Met him. Đây là dịch thiếu đoạn này đúng không? Let's do this the hard way. Chắc là mấy ông trong đội trong team Việt hóa là không có lựa chọn giống mình. Ithira, Korgath, met him. That's all I know. You have to believe me. Mẹ trí thức đúng là nỗi đau. I can't. I don't want to do this. Trời ạ. Đang điều khiển Deimos mà làm sao mà làm khác được. Metin, that's all I know. You have to believe me. Maybe you'll talk if I break your other hand. Vậy là lựa chọn sai, nó cho làm lại ngay từ lập tức. Mẹ giết bao nhiêu người không sao, tự nhiên làm đến lúc đánh người vô tội thì lại lẫn lộn ký ức cái này. Nhảm thật đấy. Ui mẹ, đấm gì mà máu chảy này thì khai đáo gì được. Toàn thấy đấm vào mặt thôi. Có thấy bẻ nốt tay gì đâu. Be afraid. We all die. But first, tell me what I want to know. Chắc sau cái này là sẽ nhiễm khói thật xấu của thằng Deimos đây.
Korgath. Metin. Itira. Korgath. Metin. Itira. Korgath. Metin. Layla, we're remote ending your session. Ui giời ơi. Chết rồi còn đâu. Mình cũng không hiểu cái đoạn vừa rồi cái tâm lý cảm xúc nó bị vấn đề gì, hay là do có tác động từ bên ngoài thế nên là Layla mất tập trung thôi chứ. Layla, come in. Vic, you had no right. Ê, có thứ tự ấy. Diving into Themos's mind almost killed you. The interloper, he is listening. He? Sigma, I'm opening fire. Doc, fall back. Kiyoshi, chết rồi, đội ở ngoài bị bắn rồi. Altair 2, Vic, anyone, can you hear me? Cái trượng đâu rồi? Được rồi. Ông ấy vừa nói thứ tự gì nhỉ? Đấy, mấy phút thôi mà đã quên rồi. Chưa được một phút luôn á. Mình quên thứ tự là gì rồi. Nói đi nói lại thế mà còn quên. Chán chưa? The Great Seal has waited long. I can't. The trials of the air are just beginning. You're right. I can do this. Cười ngay được. Ô game. Đoạn này bắt đầu là mình thấy chán game hơn rồi đấy. Lẽ ra game không nên có cái DLC này, mặc dù là nó hoàn tất được cái cốt truyện ấy. Itira. The symbol was the first I found, and the first name Sebafidias was Itira. The air recalls. She heard the names of the symbols and their order. Now, call out the name of the second. Mình nhớ mỗi cái Itira thôi. Korgath thì phải. It was the symbol. Korgath. The second name Sebafidias was Korgath. The air doesn't just experience memories, but holds them inside her. And now the final symbol. Metin à? Metin đúng không nhỉ? Nghe quen Metin có vẻ quen hơn hai cái chữ kia đấy. I remember. Fidia somehow unlocked the order of the symbols even if he didn't realize it. It was Itira, Korgath, Metin. Layla, can you hear us? Vic, you're alive. Sigma Force soldiers stormed the ship. Kiyoshi was shot but I stopped the bleeding. He saved us. It isn't the staff. Someone is intentionally remote hacking our signal. I encrypted a new frequency for us, just to be sure. We need to go dark until we know it's safe. Before we go, how are you? It's good to hear your voice. Please, don't go in. Đồ vào lúc tám chuyện cơ chứ. I'm hearing you, doctor. Mình bắt đầu sốt ruột game này rồi đấy. Toàn những lời vô nghĩa. Until then, I'll tell you too. Dù gì cũng là một cái trải nghiệm thú vị theo một cái cách nào đó. Có vẻ hơi bị tiêu cực một tí. Rồi sao? Loading hơi lâu này. Hay là về quá khứ mẹ rồi. À không. Rồi để xem nó làm gì ở đây. Anybody there? Victoria? Layla? Nice timing. Looks like I've been able to establish a secure connection with polymorphic code. Hacker free. It's good to have you back. How's Kiyoshi? You know him. Resilient as ever. He wouldn't want you worrying. Sigma team. I can't believe those bastards found the Altair 2. Turns out our signal was being corrupted by the 2. I should have known some desperate hacker from Erudito would No way! Otso heard everything? If he tells the rest of the Templars. Nó bây giờ nó mà kể lại thì sao nhỉ? Vừa nãy nó nghe hết rồi còn đâu nữa. If Berg hasn't found you yet, we're still a step ahead. Then as long as I got you as backup, what are we waiting for? You'll see. All right then. Here we go. This place is huge. Ui giời. Này thì phong ấn này, thành phố Atlantis. Nhưng mà không có người ở mà cũng gọi là thành phố à. Ở đây thì giống cái đấu trường này hơn. Ui, ở dưới là như kiểu là nguồn năng lượng gì ấy. Mình đang định bảo là dung nham nhưng không phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cái cột à.
hay là 10 cái nhỉ? Hello, sao lại 9 nhỉ? Air of memories. I guess rebels always. Cuối cùng đây lại là người kế thừa ký ức à? It's nice to meet you in the flesh, Alethea. Bằng xương bằng thịt cái gì? Ở anh bao chiều chứ gì nữa. Không chỉ mình có địch đến rồi. Victoria, what are you doing down here? Layla, it was way too dangerous to let you do this alone. I wanted to. Sao con này vào nhanh thế? Đấy, lẽ ra phải ăn mặc cái bộ đồ lặn như này mới đúng đúng không? Đã là đi thay mấy cái bộ đồ diêm rúa rườm rà kia làm gì? Chỗ này đâu cần cuốn khăn đâu mẹ, có bụi hay bão cát thì đâu có chứ. Mình nghĩ này, kể cả thay quần áo nữa, bỏ cái khăn kia đi, mình nhìn ngứa mắt lắm luôn rồi đấy. Dung nói bừa thôi, mình cũng không tin vào Isu lắm đâu, nhưng mà theo như câu chuyện bây giờ là Layla tin lắm rồi. Tốt nhất là nên trả lời theo đúng ý Layla để câu chuyện nó mạch lạc. Of course you can. I'm her doctor, and I need to be here to keep an. She'll keep out of the way. No matter. This journey is yours and Cassandra's. You'll need to build up the strength to withstand. Rèn luyện hả? Ra làm gì? As Cassandra finds power to fuel both her and the staff, you too will feel that physical connection. So you want Layla to go in there? I don't think so. Who knows what exposure to even more. Vậy là chui vào ký ức của nền văn minh Isu luôn. Right, Alethea? Your journey starts at the same place the keepers did. The Animus will show you her way through the simulations. If you're sure, Layla, we'll have to be extra careful. I'll be here to monitor you with her. Are you ready? Đi thôi chứ còn gì nữa. Kính thực tế ảo luôn. As ready as I'll ever be. Wish me bonne chance. Lại trở về quá khứ, trời ơi, lòng nhà lòng nhằng. Hết tông màu xanh rồi tông màu đỏ. Không biết Cassandra bây giờ có đang ở đấy không? Ở đây luôn rồi này. Ô vãi, dùng máu luôn đó hả? Ai lại chơi thế? Giờ đây hai đứa luyện tập với nhau à? Sao sũng nước rồi này? Bị lụt à? Hệ thống thoát nước ở đây có vấn đề rồi. Dưới đáy biển mà ngập lụt như này là không an toàn đâu nha mọi người. If you say so. Welcome, keeper. You've entered the great throne room of Atlantis. What lies in this? Cassandra chỉ là người bảo vệ thôi. Nguồn người kế thừa ký ức thì lại là Layla. I'm sure you have questions. There is more I have to do. Always, keeper. When the staff belonged to Pythagoras, he used it selfishly for knowledge. Pythagoras thì vẫn còn hơi ích kỷ. Vì ông yếu đuối mà ông bị quyền trợ tha hóa. Còn Cassandra thì các khai thác trí thức một cách gọi là có tính rộng lượng hơn à. Ồ, thì thấy sức mạnh trên thiên đàng địa ngục à. Vậy là lên đỉnh Olympus gặp các vị thần và xuống địa ngục gặp mà thần địa ngục là gì nhỉ? Hades đúng không? À, cổng giả lập. Nó có giải thích cho các vị thần được ấy chứ. Kiểu như khi mà chơi game này là Hy Lạp là muốn gặp thần mà, nhưng mà gặp thần thì nó vô lý quá. Thế là phải sinh ra cái kiểu kịch bản hệ thống giả lập. Gặp các quái vật các thứ ấy. You're asking for blind trust, Alethea. You pledged yourself to me and our common cause, keeper. Never forget that I'm on your side. I won't let the ones that mình came before. Mình lâu rồi không tin vào tộc Isu nữa. Find the strength within you and show the staff. Sau cái Assassin's Creed 3 mình thấy Isu là một cái bọn mà nó chả đứng về phía ai cả. Bọn nó có thể cãi nhau, bọn nó có thể thế nọ thế kia, nhưng mà đúng là bọn nó chả bao giờ đứng về phía ai cả. Rồi. Thử thách ức á, phải theo dõi ngay chứ. Tích vào luôn để mà tiếp tục. Ủa? Ơ, giờ mình không, mình còn một cái nhiệm vụ nữa mà đúng không? Giờ nó mất luôn, chắc là tạm thời thôi. Tạm thời. Ok. Lưu game cái rồi bắt đầu.
Má mình để ý là có nhiều cổng lắm nhá, không biết có phải vào tất cả các cổng không cơ. Không tin thì sao? Không tin cũng không có đường lui mà. Nếu mà đây là một thực sự là game gọi là có sự lựa chọn, có chiều sâu các thứ thì chắc chắn là sẽ cho mình cái quyền đi quay lại. Nhưng mà không quay lại thì cũng chỉ làm nhiệm vụ khác thôi. Cái chỗ này nó vẫn ở đây. Nghĩ thế, mình đoán là như vậy. Nhưng mà vừa rồi lúc mà mình ngừng ngắt video ra một chút ấy, để mình lưu game ấy, thì thấy không... không phải là không lưu được mà là mình thoát ra để lưu game thì mình thấy không có tele đi chỗ khác được. Ôi trời ơi, lên giả lập địa đàng luôn ạ. Ôi chó. Úi dồi, có đội quân luôn à. Mới đang tập dượt cái gì. Ai chà chà. Ô, đầu lại có hoa à. Persephone á, tên nhưng tên vị thần đấy nhỉ. Ô shit, đánh nhau à. Sao lôi cái thương ra. Ơ sao lại trong cắt cảnh lại là cái giáo đảo vậy. Binh lính Isu sẽ thực hiện cái đặc biệt để đóng băng và hút adrenaline. À vậy là không được tích lũy mọi người ạ. Không được tích lũy, không được tích lũy. Chỉ có sửa đẹp chúng nó thôi. May quá mình lại gọi là gần như là đủ mọi thứ để chơi với bọn này. Nếu mà mình chơi cái đoạn này vào giữa game chắc mình chết mất. À chỉ là mấy cái chiêu vớ vẩn ấy thôi. Thế sao con chim của mình lại vào đây được nhỉ? Rút adrenaline à? Này thì rút này. Ồ, DLC có cả như kiểu là một chương riêng luôn cả. Ubisoft giới thiệu luôn. Ôi, giờ mới hồi một thôi. Nhiều hồi vãi. Những cánh đồng thiên đàng. Mọi người nhớ vào cái link Việt hóa mình để ở cái description dưới video để tải pass Việt hóa về nha. Để ủng hộ nhà gọi là mình gọi là nhà phát triển, để ủng hộ nhóm Việt hóa thì mọi người nên tải từ kia gamethuanviet.com để tăng lượt traffic cho anh em ở đấy nhá. Cả không donate cũng được, không donate thì mai là bản an nhầm, không phải mai. Mùng 1 tháng 9 thì không biết là mình up video lúc nào, nhưng mà từ mùng 1 tháng 9 là bản miễn phí rồi, mọi người vào thẳng đấy mà tải bát về thôi. Game thì có thể mua game trực tiếp hoặc crack thì mọi người cứ lên Google mà ấn ấy, đừng có tải crack ở mấy cái trang Việt Nam mẹ toàn mất phí phủng các thứ, mệt mất thời gian à. Mình thì mình hay tải, nếu mà những game mà mình chơi crack thì mình hay tải bằng torrent ấy. Mọi người thể đọc là torrent gì đấy thì mình hay ấn là Google, ví dụ game gì nhỉ? Một cái tên game nào đó, cái ví dụ như game này chẳng hạn là xem nào. Lên Google ấn Assassin's Creed Odyssey torrent. Nhược điểm là nếu mà game hơi cũ tí thì tải nó sẽ lâu, bởi vì ít người người ta chuyển game ngược lại cho mọi người ấy mà. Thực sự thì đến đoạn này thì mình hơi bất ngờ về thằng Hackmack ấy. Trong câu chuyện này, game này, những cái mình nhìn ấy, đặc biệt là trong phim thì phim hoạt hình cũng thế, Hackmack là những cái vị thần mà trông hơi nhỏ con một tí. À mà không, đây là thần mà vẫn to hơn người thường, khả năng là cái ông thần còn to hơn nữa. Như phim hoạt hình Hack Queen chẳng hạn, thần Hackmack có nhom mà cũng có thể, nếu anh em game thủ chơi God of War, mình không nhớ God of War mấy, mình chơi từ hồi lâu lắm rồi, God of War 2 sao ấy, được đánh nhau với thần Hackmack để lấy cái giày bay ấy, ông thần ấy cũng còm nhom mà. Chỉ lúc mọi người nha, mình hơi nói liên thuyên. Đợt trước có một người, người ta chửi mình vì cái tội chơi game mà cứ nói chuyện ngoài lè, buồn lắm. Bây giờ nghĩ lại lại còn buồn hơn. Theo lời cái con Theli, cái con Isu ở ngoài kia, nó bảo là đây chỉ là thế giới giả lập thôi đúng không? À, không cho chuyện đó xảy ra. Hikate, cố vấn hàng đầu của Persephone. Persephone sent guards because she's concerned.
Khả năng là đoạn này sẽ có hai lựa chọn, hoặc là mình đi tìm cố vấn, hoặc là đi làm nhiệm vụ cho cái con Persephone đấy để lập công. Why am I telling you all this? You said it yourself. What can you tell me about my stuff? I need to learn how to use it. Find my energy sources. Công nhận từ giờ là Cassandra cứ đeo cái quyển trượng ở lưng đấy mà mình cũng đã sử dụng được đâu nhỉ? Only then are you ready to move onward. À, nó còn phải như kiểu là upgrade cho cái trượng mới dùng được. Are you certain there's nothing else you'd like to know? Thôi được rồi, chả cần quan tâm đâu. When you've sorted your affairs with Persephone, come see me in Minos's faith. I look forward to hearing about your. Trang phục của thằng Hermes này trông này là không được đẹp lắm này. Tự nhiên tổng thể bộ giáp này chỉ toàn là những cái texture như kiểu gọi là da rồng da rắn gì ấy, nó không hấp dẫn mình lắm. Nó phải có họa tiết gì đó chứ. Đấy như bộ Á thần Cassandra đang mặc này, trông đẹp cánh cổng hư vô. Chứ không phải mình dịch chuyển từ quái này sang quái khác. À đây là dịch chuyển, không cần. Holy shit. Mình vào cái DLC nó là thêm một cái bản đồ nữa luôn á hả? Trời ơi là trời. Persephone à? Chơi xong video là mình sẽ lên mạng và tìm hiểu Persephone là vị thần như nào để video sau có thể bốc phép với mọi người. Còn giờ thì chịu. Ý, xem em mò vào đâu này. Ờ à, không, chỗ này chả có cái gì cả. Trời ơi. Ê, không lên được nữa. Cái đoạn váy dưới thì bò được mà trên lại không bò được nữa, vô lý thật. Kinh. Trông này đẹp quá nhỉ. Đây không phải đỉnh Olympus. Đây chỉ là như kiểu là cõi địa đàng giả lập nào đấy. Đây, đồng bộ cái đã nhỉ. Ui cha mẹ ơi. Nhưng mà có vẻ trống trải quá nhỉ, không có người dân thì làm ăn gì ở đấy. Trái tim thiên đàng, mình đang ở trái tim thiên đàng. Những cánh đồng, đức tin của Minos, di sản, điêu ca, các thứ. Mình cần địa điểm chung ở đây là địa điểm gì ấy? Đây là lãnh thổ của Persephone, chỉ biết thế thôi. Người lãnh đạo chưa khám phá ra, thôi rồi, đi đến làm cái nhiệm vụ ở kia nhá. Sử dụng thềm dịch chuyển đôi cánh của Hermes. Rồi, đoạn này chắc mình sẽ không skip video đâu. Cho mọi người ngắm cái thế giới này một chút cho nó đổi gió. Kinh nhỉ? Còn có bao nhiêu núi non bên trên cao nữa kìa. Có vẻ kỳ công. Ờ, thế cái DLC này cũng gọi là đáng tiền ấy. Rộng phết. Đấy, DLC nó phải thế này. Nhưng mà mình nghĩ là vẫn không thể nào bằng DLC của Witcher 3 được. Mình chơi nhất là cái cái gì nhỉ? Blood and Wine à? Ừ, cái DLC Blood and Wine đấy. Ủa cái gì? Ui dồi ôi, thấy đỏ đỏ có dấu chấm lại tưởng là có quái vật ở đây. Đấy, nó như kiểu là một cái câu chuyện hoàn toàn riêng ấy. Bảo sao cái phần game chính năm trước đoạt giải, DLC năm sau lại đoạt một cái giải nữa. Hình như là đặt giải game hành động. Có chim luôn kìa. Nhưng đấy là chim mình à? Đấy chim mình rồi, đã bắn được kìa. Nó không có hiện màu đỏ. Đúng mẹ rồi. Mình gọi chim phát con đi biến luôn. À có cái điểm hành trang vừa nãy chưa có tăng kỹ năng. Rồi, máu phục hồi khi tấn công rồi. Tăng thêm tí phần trăm cũng được. Gọi là tăng vào ấy thì khi đánh nhau thì mình sẽ đỡ chết hơn. Mình sợ chết lắm. Mình né kém mà kỹ năng chơi kém lắm. Chỉ có cái là mẹ đập một đống đồ vào để cho nó mạnh hẳn lên thôi. Mình thì chơi chủ yếu vào chí mạng. Chưa. Địa điểm mở khóa bản đồ nó bên kia cơ, bên này chưa phải.
Nhưng mà sao bên đấy kiểu gì lại phải nhảy xuống, thế chết cha nãy giờ bò mất công à, tự nhiên trèo lên cái này làm gì. Ôi chỉ mất công, đến đây rồi thì trèo thử lên xem nào. À mà có khi cũng chả trèo được cơ. Cái tường này thì mình nhìn thấy là biết là không trèo được rồi. Có cái thuyền gì ở đây thì tốt nhỉ. Giá như có cái thuyền đi nó đỡ khổ. Ê, tại sao mình phải giá như khi là trước có cái thuyền nhỉ? Được rồi, lên trên này để mở điểm dịch chuyển, sau đó là nhảy xuống đây lấy cái thuyền mà đi du ngoạn cho nó thích. Ui mọi người không biết được là leo lên vất vả nào đâu, trời ơi. Chết thật, tự nhiên mình quay cái camera xuống nhìn thế thôi mà đã gọi là đổ mồ hôi tay rồi đó. Đây là cái thác à? Chắc ngày xưa là cái thác. Bây giờ, có người dân kìa. Người ta nhìn mình chăm chăm luôn, từ từ. Để chị mở khóa cái địa điểm dịch chuyển này đã rồi xuống nói chuyện với mấy cưng nha. Mình sợ độ cao sao ấy. Không phải không hẳn là bị sợ độ cao đâu. Mình chơi các trò mạo hiểm lên cao thoải mái thôi, nhưng mà chắc đây là cái bản năng con người á. Nhìn thấy cái thứ cao cao là đổ mồ hôi tay á mọi người. Đông dân phết, đùa đâu. Wow, đẹp quá. À, hai cái cục mình vừa trèo lên kia kìa. Nó cũng là hai bên của cổng thôi, nó cũng chả có gì đặc sắc ở đấy cả. Nhưng tại sao lại đổ nát thế này nhỉ? Lẽ ra phải khang trang và chùa phú chứ. Thế không cần phải đi thuyền nữa đâu. Mình ở ngay đây rồi mà. Giết người đúng không nhỉ? Trong này không ai truy nã mình nhỉ? À? Vui thế. Này thì người dân này quậy tung cái vườn địa đàng lên xem nào. Ngôi làng của người chết vẻ vang, nghe cái tên ngôi làng đã thấy có cái gì đó nó thiếu sức sống rồi. Quan trọng bây giờ là nhiệm vụ là làm gì? Sử dụng thềm dịch chuyển đôi cánh của Hermes. Ok. Cứ thi nhau lên đây để chị bổ củi à. Chắc cái thềm nó sáng sáng rồi này. Chắc đi xa là chả đuổi nữa đâu. Để di chuyển đến địa điểm tương ứng. À rồi, trông nó đâu có xa lắm đâu. Chỉ là đi từ trên xuống dưới thôi mà. Nhảy xuống một phát là xong. Còn chả phải lốt đinh luôn. Sử dụng thêm dịch chuyển đôi cánh của Hermes, nhanh chóng di chuyển đến địa điểm tương ứng. Rồi, đấy, lại còn mất công lốt đinh. Nói chuyện với kẻ gây rối ở di sản. Kìa. Về nhiệm vụ là để cho mình di chuyển từ dưới lên mọi người ạ. Ngu quá, thế thì lẽ ra vừa nãy mình cứ đi ở dưới thôi, là lên được và đỡ phải trèo. Tự nhiên thành mất công mà. Nhưng mà game tuyến tính nhỉ, lẽ là mình đến đấy rồi thôi đi, lại còn cho mình di chuyển xuống rồi lại di chuyển lên. Ví dụ đến cái làng này rồi thì cho gặp cái ông này đi, và cái hướng dẫn mình dùng cái đấy thì nó nên ở một cái bối cảnh khác. If you help me escape, I promise you'll never see me again. As happy as that would make me, Persephone wants you to stay. How long until you realize you're just... Watch yourself, human. Chết cha, mình cứ quen tay mình ấn thôi. Không được nhìn thằng này nó bị đấm như nào. Thằng này đeo vòng kim cô kiểu Tôn Ngộ Không thôi nhỉ? Không giống lắm. Yêu ơi, nhìn cái thác nước phía xa trông ghê quá. Cái đầu tượng khổng lồ có hai dòng thác nước chảy ra. I'm one of the few miserable fools around here who's If you're so miserable, why not just leave? Đúng rồi, khổ thế thì đi, ở đây làm gì? Điện nước internet không có. Dead or alive, you stay. Hades taught her well. Hình như Persephone là
Từ, trong lúc này mình thử đi Google Buster Phone, hình như là vợ của Hades à? Ông này muốn nói như kiểu là Hades làm cái chỗ này dành cho Buster Phone đỏ hay sao ấy? Buster... Cái gì đây? Tôi có việc phải làm trên thiên đàng. I need to find Hades' realm. If overthrowing Persephone is the key to escaping Elysium, then I'm in. Why didn't you just say so from the beginning? Did you hear that, my love? She wants to enter Hades' realm. I'm going to find it with or without your help. We might as well work together. Tell you what. Southwest from here is the fortress of the Three Sisters. One of Persephone's strongholds. If you kill her overseer, destroy her torches of Hypnos, and steal Persephone's resources, all while avoiding the attack of her Colosseum. Bỏ qua cái đoạn nói chuyện này một chút nhá, mình chỉ sau mình sẽ xem lại video sau. Mình vừa mới tìm kiếm được thì Persephone, bà hoàng âm phủ luôn mọi người ạ, một là một nữ thần ấy, con gái của thần Zeus và Demeter. Oh shit, thế mà lại là vợ của Hades thì loạn luân à? Cháu, chú cháu bác cháu à, kinh đấy. Đấy thì xem nào, thần thoại đây. À trong thần thoại thì cũng có cái vụ gọi là Zeus phái Hermes đến âm phủ để yêu cầu Hades giải phóng Persephone, đưa cho Persephone quả lựu. Chết cha lại sau lại ăn 4 hạt trong số 12 hạt. Sao? Để luyện. Ôi. Đó quy luật thần linh hay sao? Có quy luật gì ấy? Zeus về sau phán cho Persephone sống ở âm phủ theo đúng số hạt lựu mình đã ăn cơ mà. Mười hai hạt tương đương cho 12 tháng, thế là trong một năm ăn bao nhiêu hạt thì ở âm phủ bấy nhiêu tháng. Ờ, thế thì chỗ này khác gì âm phủ đâu, đây là nơi ở của Persephone mà. Để làm giảm quyền hạn của Persephone trên thiên đàng. Nhưng sao đây lại là thiên đàng nhỉ? Lạ thế. Giảm tầm kiểm soát của bà với mỗi khu vực. Vậy là bây giờ là như kiểu là mình đi đánh chiếm khu vực ấy. Giết hoặc giải phóng binh lính Izu, phá hủy tượng nữ thần hoặc là ngọn đuốc, lương thực, đánh cắp tài nguyên. Vậy là bây giờ mình phải đánh những cái liên quan đến thế lực vùng đất màu tím. Để xem xung quanh đây đã phát hiện được cái gì chưa. Chưa có, thế là phải đến đấy rồi. Xem chỗ đấy nó tên là gì đã. Khu vực này là khu vực di sản của Deucalion. Thực sự là chỗ này cần một cái thuyền đấy. Mẹ xin cái điểm dịch chuyển. Thực ra ông Hermes ông làm nên làm một cái điểm dịch chuyển, chỉ cần đi lên thôi. Đi xuống mình đâu có cần đấy, mọi người thấy không? Sao tại sao vậy? Tại sao lại phải bay xuống trong khi mình có thể nhảy một phát như này luôn được? À mà quên, những người dân ở đây người ta đâu có nhảy được xịn được như mình. Mà Cassandra vô lý của đéo thì nhảy cao đéo chết. Mình thấy đây là một điều vô lý luôn á. Không biết có dòng dõi thần linh gì trong người mà khỏe thế, kinh thế. Mình nghĩ là nên bỏ cái đấy. Không biết chơi chế độ khó thế nào, mình chơi chế độ dễ thì nó như vậy. Chơi chế độ dễ là khi nâng cấp Icarus bằng cách là mở điểm dịch chuyển ấy, thì Icarus nâng level và sẽ có khả năng nhảy mà không bị làm sao. Ôi đẹp chưa, trời ơi. Cánh đồng hoa bất tận, đúng là thiên đàng có khác. Lên thiên đàng. Đu mê. Cào thế, à có điểm dịch chuyển này đấy. Nói chung là mình thấy cái điểm dịch chuyển lên là khá là hữu ích. Cái địa thế toàn núi non một cục như này. Thôi, chịu lốt đinh một tí không sao cả. Colossi có thể được kích hoạt. Colossi á? Bọn Colossi nó có biểu tượng riêng của nó cơ. Ê, phía sau là có cái gì đây? Ủa, bọn này bị đóng băng à? Thử đánh nó xem nó thức giấc như nào nhá. Ê, tỉnh rồi này.
thần linh đéo cái thằng này. Ui, được nhiều khoáng sản và tiền thế. Ui dồi, vào trong này cày thì hết sảy luôn. Đây như là mộ ấy nhỉ. Lửa lên bạn ơi. Quan trọng là đi đường nào thôi. Thế đi ra ngoài trời mình dùng Icarus nó soi đi. Phá hủy ngọn đuốc. Đốt lương thực. Ơ sao nhỉ? Hình như vừa rồi điều khiển cái tay cầm của mình nó mất tín hiệu hay sao ấy. Hay là hết pin ta. Rồi được rồi, kệ, bao giờ hết sạch thì tính sau. Ơ ai đấy? Oh shit. Úi dồi ôi, nhiều lính thế, thế là phải đi ám sát rồi. Thế hai bức tượng kia không phát hiện ra mình nhỉ, vô lý thế nhỉ. Úi dồi ôi, rộng thế. À, những ký hiệu kỳ quái. Không trèo được đây luôn ạ. Có cái giàn giáo mà không trèo được. Đời thủa nhà ai, người ta chỉ cần hy vọng lắp giàn giáo vào vách núi để mà trèo thôi. Bà này còn không thèm lắp luôn. À không thèm trèo giàn giáo luôn. Bé mồm thôi mày. Cứ la hét thế. Chết cụ mới đi. Vừa đấy mấy thằng kia giàu lắm mà nhỉ, sao cái con này nó yếu thế. Thế chứ phải giết mấy thằng này mới là được nhiều tiền này. Đúng rồi, những bức tượng này nhiều tài nguyên khoáng sản lắm này. Nhìn trên kia, nó vừa hiện cái hướng dẫn mình quên mất rồi. Phá hủy đuốc. Vậy cái này là cái dùng cung để bắn. Còn có cái như kiểu là kho lương kia thì phải bung hoa kìa. Chắc là đồ tiếp tế đó, đốt cái đấy. Ma nè. Ma. Bỏ khiên ra mà đánh nhau mày. Bướng này. Đúng là kho lương để đốt rồi. Ui nhặt được nhiều thế. Xịn phết đùa rồi. À bố này. Từ từ. Bay xuống vực cho con. Ôi rơi xuống sông à. À rơi xuống hồ à. Tóm. Tổm, đéo chết. Nó rơi xuống nước nó không chết mọi người ơi. Mất công rồi, mẹ chốc nó chạy về nó báo đội mất. Thế thì đi sửa đẹp bọn này đi. Ô oh, game bug, lỗi kinh như được. Ôi, bảo vệ nữ à. Lấy của cải thiên đàng. Holy shit, của cả thiên đàng có khác. Chắc đủ rồi đấy. Cần tìm sang mấy chỗ mới đi. Nhưng mà phải sang nhặt dương ấy nhở. Được. Đi đường này, đi đường này đi. Soi chim lại lần nữa không. Ơ mấy cái tài nguyên khác nó ở đâu nhở. Ê sao ban ngày ban mặt đi ngủ này. Bọn này làm việc thế này là kém năng suất rồi. Chí mạng.
chí mạng cho nó chắc. Bọn nó có vẻ thính nhỉ. Mình nhớ là con nhìn thấy cái giường ở quanh đây mà ta. Đây trên này. Bàn ngay ban mặt, một trai một gái ngủ chung phòng với nhau. Đã thể nào tin tưởng được chúng mày. Mấy cái hũ cùi bắp ở trên này mình nhặt lung tung mà cũng được nhiều tiền phết đấy. Hay quá nhỉ, đang định ám sát trực diện. Úi dồi, giáp trâu thế, vẫn phải chơi chí mạng. À, chà chà, có chỗ để đốt ở đây rồi. Quá nhanh gọn nhẹ. Ê, hình như mình nhầm à? À đâu, đúng rồi chứ. Còn lại phía bên kia cơ. Nhưng mà còn ngọn đuốc. À, ngọn đuốc ở đây. Mình cần tìm ngọn đuốc là chính. Kia rồi. Người giám sát á, như kiểu là Cosmos ấy à? Hay là lính đánh thuê em biết. Cái bản đồ rộng quá mà cũng chả để làm gì thì cũng vô dụng đúng không mọi người. Nó cứ như thế này thì cũng nói chung là cũng hơi chán. Ê, thủ lĩnh từ từ. Thủ lĩnh có thể đợi được. À mà thôi đợi làm đéo, đi luôn đi. Có ai đứng xung quanh đó đâu nhỉ. Làm gì đây, bốc cái thằng mê tín dị đoan này. Đứng cung bái cái gì đây. Chí mạng chắc là sẽ gấp 9 lần đấy. Nếu mà chí mạng, ui rồi không ăn thua rồi. Mặt trắng dã kìa. Ui ui. Mày bướng này. Tôi đánh bọn này cũng khó nhằn phết đấy. Dịch chuyển cơ. Mày chết đi con. Mình đoán là sẽ rất nhiều tiền đây. Kiếm thợ săn đồ tím như thôi cũng được. Từ từ bắn nốt cái này đã. Ok trượt à. Ok. Thế có phải là ngon không. Kìa rồi, chỉ còn sang bên kia nữa là xong. Thu thập châu báu á, còn châu báu nữa cơ. Còn có cái châu báu nào mình chưa mở. Không, đây chắc là chỗ khác ấy chứ hả. Từ từ, thế thì chỗ sao á. 4 dương, đây là 3, chắc ở cái chỗ mình sắp tới kia là 4 ấy. Thế thì xuống đây nhặt nốt cái dương này đã. Nó đâu nhở. Ơ. Ui xấu thế. Chết chà, nó nghe thấy à. Giải trí mạng phát nhở. Có vẻ sạch sẽ. Mày quá, có cái điểm tê lê luôn, mình đến luôn. Đỡ phải đi bộ lằng nhằng. Ôi cái dương này mới là dương xịn nhỉ, to thế. Giáp chân tiên phong Isu. Bộ Isu chắc là đẹp lắm. Ê, cho thằng này bay xuống dưới đi. Chết dở. À, đi qua cái này nó mới dễ.
Dương này, lương kho lương này, dương này và một cái ngọn đuốc ở phía kia. Ở đâu nữa? Ui đây à? Con này nó chưa chết. Ok, còn ở đâu nữa? Ở đâu ra đây? Máu chó thế à rồi. Ơ hay quá, dương đây luôn này. Ê, khó lường đốt này luôn cho nó nhanh. Cửa nó có ra đâu? Có canh phòng nghiêm ngặt. Nhưng không sợ, chỉ là sát thủ tài ba chị sẽ lên. Mà chả cần đến gần đâu mà đúng không? Một cái góc nó bắn hơi khó, chắc phải lên trên mới bắn được rồi. Vị trí khó thế. Báo cho Adonis. Có tele về đấy được luôn không nhỉ? Đấy tele được. Vừa nãy mình nhìn xuống dưới cái vực dưới kia có cái kho báu gì đúng không? Thế thì xuống đấy đi. Đấy chết. Giỏi chưa? Đây là thần linh con mẹ nó rồi. Làm cái này cũng là suy yếu vùng đất được kìa. Đằng đã phải xuống mà đúng không? Dạo này liên cấp nó khó thế nhở? Phá hủy để làm suy yếu, đồng thời làm thế sẽ cho bạn hấp thụ sức mạnh trong chúng. À hay quá nhở? Có sức mạnh nhưng mà từ từ. Nếu mà để lộ là bọn kia nó ồ ra mất. Đấy một thằng kìa. Sợ nhất là mấy bức tượng này. Nó khỏe lắm. Ám sát mấy bức tượng này trước đi. Bọn này đi tuần xa nhau thế nhở? Đếch làm chuỗi hạ sát lén lút được. Mình công thường thôi, nếu nó chưa chết thì mình chém thêm mấy nhát. Đó, thế là xong. À, nhặt đồ nó đã. Bọn trên này giàu lắm. Không hay biết gì luôn, mỗi thằng ngu. Phá hả? Súng cái rìu cho nó giống, trông cho nó chân thực này. Ôi phá khó phết, đùa đâu. Đâu? Sức mạnh gì? Hay vẫn còn? Ở đây mới có này. Giảm 30 quyền hạn cơ mà. Ủa trông thế mà xa phết. Chứng tỏ cái bản đồ nó không phải là rộng lắm đâu nha mọi người. Nói chung là khi đọc qua thì mình thấy là khi hạ gục những người bị Isu kiểm soát thì mình có thể giải phóng người ta như kiểu là thu phục về thuyền ấy, bằng cái nút đấy đấy, nhưng mà mình nghĩ không cần thiết lắm. Chắc tí nữa mà có thời gian, có cơ hội để thử thì mình sẽ thử, nhưng còn chưa chắc mình đã làm thế. Ê, có đồ này. Nhưng nhặt ở đây không bị tính ăn cắp nhỉ? Trust me now. You've brought me one step closer to my love. It's a good start. Who is this love you keep mentioning? The most beautiful being in existence. Kinh, có tình yêu bí ẩn gì không biết. Và cũng nghe nàng ấy, Aphrodite. Aphrodite là thần tình yêu rồi. Aphrodite. Thằng này liên quan gì nhỉ? I didn't take you for a poet. She brings it out in me. I bet you I could inspire a verse or two. You sound like Persephone. Always trying to make me forget Aphrodite. All right. What's next? Not here. Come find my camp in Iapetos. Ôi dồi, mẹ sao bọn này nó cứ thích về nơi xa thế nhỉ? Persephone has overseers and courtesans of Hypnos across Elysium. If we're going to weaken her influence, we must destroy them. And we're going to need all the help we can get. Bây giờ là thế giới giả lập thôi mà. Sao vậy? Ghê đấy nhỉ?
lòi ra một đống nhiệm vụ à? Để chúng gặp Hades, phát triển nhận thức thì gặp Hermes, ngựa ô thì gặp... Ôi dồi, nhiều nhiệm vụ thế. Làm suy giảm tình cảm sát, nơi ẩn cư Phera, đâu nó ở đâu? Làm suy giảm kiểm soát của đức tin của Minos. À vậy là từng khu vực này luôn. Ui giời ơi, chắc là nhiệm vụ còn dài đấy. Đùa đâu. Thôi được rồi, nói chung cũng đến được cái thiên đàng. Gọi là lên thiên đàng rồi đi. Trời ơi, mình không hiểu tại sao lại đi thiên đàng đấy. Trong khi mình vừa đọc Wikipedia thì đây là vợ của thần Hades mà. Sao lại bị có một cái khu thiên đàng này sống thì có lẽ mình chưa hiểu lắm. Ủa, ai giết ông này thế này? Tội ghê. Hay là mình vừa giết nhỉ? Ồ, hình như đúng rồi, mình vừa chém người ta bay xuống đây mà đúng không? Xin mà bay xuống đây được, vô lý, không phải tôi. Thôi kệ người ta vậy. Thôi mình sẽ dừng video ở đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Xin chào, bye bye. Cho mình xin một like và subscribe nhé.